vì trong trường hợp mà chúng ta có nhiều các thai nhỏ này nhưng mà chúng ta sẽ ghép lại rất là lâu bằng cách thủ công, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh sau đầu tiên nó sẽ mở quất lên, sau đó chúng ta sẽ mở một trang mới. Thì ở đây chúng ta sẽ vào cái thẻ insert này, insert sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái phần object ấy. Thì ở đây này chúng ta sẽ quan sát này, tên nhỏ ngậm xuống, chúng ta sẽ chọn cái phần text from file và chúng ta tìm đến cái phần có chứa file đấy. Đây, ở đây có rất là nhiều file, thì để sắp xếp một cách cụ thể chúng ta đặt các thứ tự nhé. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ chọn bấm này, tiếp 1, 2 này, ghép vào tiếp 2, 3 chúng ta có thể sử dụng phần kín control đấy, giữ bấm này 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 chẳng hạn thế nhé. Và chúng ta có thể nối tiếp nữa được, giữ kín control 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 thì hệ thống sẽ tự động. Sau đó chúng ta sẽ bấm insert thì hệ thống sẽ nối hết vào trong toàn bộ. Đây ạ, chúng ta sẽ kiểm tra xem là nối chúng ta rất là phải. Trang cái việc chúng ta nối thủ công cũng rất là lâu, và đây là theo thứ tự là tiếp 1, tiếp 2 đấy, và lần lượt. Chúc các thầy cô và các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô và các bạn trong các video tiếp theo của chương trình.